hóa của mình đi à? Dạ vâng. Ừ. Anh cho anh hỏi ở đây thì người Dao thì có cái gì là đặc trưng nhất không? Có nghĩa là giống như là một cái bản sắc đặc biệt của người Dao ấy. À đúng rồi, bản này có tắm lá thuốc người Dao đỏ ấy ạ. À tắm thuốc. Đây lá đây à em? Dạ không ạ. À, anh tưởng là tắm lá này. Anh thấy lá này toàn để cho rau thơm em ạ. Vâng. À em tên là Mẩy à? Mẩy. Vâng, Ừ. Mẩy năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Anh hỏi em rồi cứ à, chết anh quên. Anh nhầm nhầm. Mà rau thơm. Mẩy ơi. Anh bảo có ai bảo nhìn em xinh lắm không? Dạ không ạ. Không á? Vâng. Vậy từ sáng giờ chưa ai bảo à? Chưa ai khen luôn ạ. Ở mỗi mình anh. Vâng. Ồ tuyệt vời, bắt tay gãi. À, tuyệt vời quá. Ừ. À, bây giờ Mẩy bán hàng này thì bao nhiêu tiền một cái? Dạ cái này 10.000 một cái ạ. 10.000. Đủ anh à? Đừng nói với anh là 10.000 chứ. Sao mà rẻ thế? Hả? Sao mà rẻ thế không? Không em bán rẻ mà anh. À, bán rẻ? Cái túi bao nhiêu? Cái túi đây này, cái túi này, cái túi này. Đây, cái túi này. Túi này 50.000 anh ạ. 50.000. Mày lại đùa anh rồi. Mày đừng đùa anh nhiều thế chứ. À thôi được rồi, 10.000 hay 50.000 mua tất. Đấy, từ từ đã, chờ tí. Em không bán tất anh ơi. Không bán tất à? Không bán tất à? Anh mua túi với để vòng. Đấy, anh không mua tất. Tất anh tháng đeo một lần thôi, một cái thôi. Đấy, đeo thối chân thì thôi. Đấy, mày ơi. Dạ, một cái anh đeo cho hai chân hả anh? Bán cho anh cái vòng đi. Vòng này đấy. À? Ơ cái vòng đấy. Vâng. Ơ mày anh lấy đi. Lấy đi à, tự anh lấy à? Vâng. Ơ ui trời, đây không phải vòng em ơi. Cái này là dính vào túi. Đấy, cả vòng cả túi lẫn nhau phải không? Vâng. Cũng như là mình đeo cái ví này xong rồi mình đấy, đeo cái tay vào vòng luôn, thế thành cái vòng luôn. Vâng. Đấy, ồ mày khôn đấy nhở. Mày vậy tổng cộng combo này cái này là bao nhiêu? Combo 60.000. Combo 60.000. Rồi mày bán rẻ quá nhỉ. Ờ thôi cho anh cái nha. Ờ.